Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình, hôm nay trên địa bàn tỉnh có 3 ca bệnh mới, trong đó có một trường hợp về từ Long An, một trường hợp về từ Quảng Nam, một trường hợp về từ Hà Nội đều được cách ly tại huyện Kim Sơn. 117 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới, có 44.461 trường hợp đang được cách ly và giám sát. Đến nay, toàn tỉnh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 được trên 580.000 liều. Tại Việt Nam, tính từ 17 giờ ngày 12 tháng 10 đến 17 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.461 ca mắc mới, trong đó 3.458 ca ghi nhận trong nước tại 47 tỉnh, thành phố. Có 1.191 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 787.286. Đến nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 56,3 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 39,8 triệu liều, tiêm mũi 2 là gần 16,5 triệu liều vaccine.